Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Alurium, em có kết hợp được những cái dứa Nam Mỹ ở trên rừng và các thác suối từ trên cao đổ xuống. Nó rất là hay, nhìn vô cảm thấy nó yên bình á. Dạ đúng rồi. Nó có khói nữa ta. Dạ. Giống như một vùng đất bị bỏ quên vậy. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Có bức tượng Phật bên trong, vùng đất bị lãng quên. Kiểu cánh rừng thì thường thường là sẽ có hai bờ đá, chính giữa sẽ có con đường mòn đi. Dạ. Nó thể hiện được cái quang cảnh đúng luôn, là hồi xưa mình đi làng quê này nọ mình sẽ thấy hai bên hàng cây ở giữa con đường mình đi. Ở trong cái không gian shop đây. Mình nhìn là mình thích nhất. Thì cái quan trọng để mà thiết kế là chính mặt đầu tiên là các bạn phải lựa chọn tỷ lệ nó phù hợp. Các bạn có nên ít nhất là 3 size. 3 size của một cái loại vật liệu. Khá là huyền bí ha, rất là đẹp luôn. Mãi và cái phong cách này trong thi đấu cũng được nhiều người lựa chọn. Suy nghĩ được cái ý tưởng là làm cái hành tinh Namek rồi Sun Goku nó bay qua là rất tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Các bạn vẫn làm được điều đó mà. Nó đang trôi rồi bạn, cô đang đi cân đổ dân á. Thiết kế nó chỉ là một phần thôi, nó chỉ chiếm 50%. Cái khâu quan trọng là cái khâu chăm sóc cây cối để làm sao nó thành hình. Tăng cái viên đá này lên chắc khoảng là 80-100 kg một viên á. Trời ơi, nó to lắm anh. Chuyện này á. Dạ đúng rồi, nó to lắm. Nó kết hợp nhiều cái môi trường sống với nhau. Dạ. Đúng không? Ở cái bên đây anh thấy có một cái hồ cực kỳ khủng luôn mà chưa thấy vô nước gì hết trơn. Cái hồ này là ý tưởng của em là gì mà tới bây giờ nó chưa có hình thành nữa? Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ đi sâu vào shop ha, để cùng ngắm và tham quan những cái tác phẩm ở đây. Hello Nam ơi. Dạ. Anh thấy ở đây em có vẻ là em thích cái phong cách kiểu bán cạn ha. Dạ. Bán cạn nè, nhóm rừng nè và natural. Dạ. Đúng không? Em có vẻ thích mấy cái phong cách này. Đây là cái mẫu bán cạn ha, em có thể giải thích sơ sơ về cái tác phẩm này không? À dạ. Thì đây là có một dạng là Balurium. Thì em có kết hợp được những cái dứa Nam Mỹ ở trên. Thì em đang sử dụng được cái loại đèn gọi đúng để lấy cái màu sắc. Thì thiết kế cái này nó một dạng là rừng và các thác suối từ trên cao nó đổ xuống. Thì em để từng mặt đây do cảm giác nó zen hơi xíu thôi. Không mà nó rất là hay á, nhìn vô cảm thấy nó yên bình á. Dạ đúng rồi. Nó có khói nữa ta. Dạ. Thì cái hệ thống thực ra cái của cái hồ bán cạn á, nếu mà nhỏ thực mà không cần lọc ở dưới. Mình chỉ cần đi một cái hệ thống mình sử dụng bơm. Mình sử dụng bơm để phía sau, mình giấu phía sau nè. Mình cho nước đi lên. Và trên cái tầng trên cao á, thì anh sẽ chứa một cái phần nước. Anh lắp một cái máy tạo khói ở đó. Thì anh cắm điện vào là khói nó sẽ đẩy vào. Cái tạo khói này như là cái rung, cái dạng rung đúng không ta? À dạng một cái cục tròn này là giống như là nó đẩy lên, giống như là nó cái hóa học là gì, nó phân rồi nó tạo khói đổ từ trên thôi. Có nghĩa là nó đốt á. Nó tạo hơi ẩm hơi sương á. Thì nó lấy là dạng như khói nhẹ nó sẽ chạy từ trên xuống. Thì nó hấp dẫn hơn. Nó nhìn nó cái gì đó. Mờ nhân ảnh ha, nhìn nó sương khói mờ nhân ảnh. Đẹp. Nhưng mà cái này thì nó không phải thuộc dạng thủy sinh hết ta? Dạ không, nó là thật ra nó là cạn cơ bản mà. Nó là chiếm phần cạn hết 80% rồi, phần nước nó rất là xíu. Mục đích nước ở dưới này để bọn em lấy nước để em đưa lên để tạo được các khói. Khói và thác. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là nước nó không bao giờ em thấy để dưới, bọn em không trồng cây nhiều ở dưới. Nên là em chỉ lấy cái cảnh ở trên thôi, một cái phong cách dạng như là nhẹ nhàng và có thể kết hợp được, tại vì có những cái ở trên cao mình không có diện tích. Hoặc là đất để mình trồng thì mình phải sử dụng những loại này thôi. Đó là điều. Và cái dứa này thì nó có cần đất chịu không em? Dạ không anh. Có nghĩa là mình có thể là kết hợp với lại sơ dừa mình quấn vào. Mà mình chăm sóc bằng cách là mình tưới nước về ở trong mấy cái khe này. Các bạn để ý là trong này là có sẽ có chứa nước là tốt nhất, đừng để cho nó khô. Trong những cái khe này có nước trong này. Bạn đừng có xịt ẩm gốc nó sẽ dễ hư nè. Dạ. Thì đây là nó sẽ nhảy ra, cái con là như vậy, từ cái nhỏ nó sẽ nhảy ra đây. Chứ nếu mà mình cho nó chết ở đây rồi không bao giờ nó nhảy được nữa. Thúi gốc luôn rồi. Dạ đúng rồi ạ. Nước nó nằm trong đây nè. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đây các bạn qua gốc này các bạn sẽ thấy ở đây nó có cái đầu phun nó tạo khói. Khói lăn tăn lăn khăn. Thì khói nó nhẹ đầu nó rớt từ từ, dạ, từ xuống rồi. Rất là đẹp ha. Dạ. Anh cũng thích một cái tác phẩm mà để cái tượng Phật nhìn nó bình yên. Dạ vâng. Đẹp quá. Cái này có vẻ dễ chơi hơn thủy sinh. Tại cây nó nằm ở trên cao nó cũng dễ chăm sóc hơn. Rồi. Dưới kia là cái môi trường nước mình phải kỹ hơn.
mình đừng, thật ra nó không quá khó, bởi vì cái mức độ chăm sóc phần dưới nước nó ít hơn. Nhưng mà cái ở trên cao thì cố gắng là giữ cho nó có đủ độ ẩm, đừng để khô. Ví dụ như cho anh thấy cho góc kia nó bị vàng là do cái thời điểm lúc mà đưa cái hồi này qua là chưa lắp kịp cái máy phun xương, chưa lắp kịp tạo khói đời này nọ, và các bạn không quên xịt đó, thì nó sẽ bị vàng. Đó là một cái hạn chế. Chỗ đó mình sẽ thay lại, mình đắp rêu mới nó sẽ phát triển lại. Cái đèn ở trên này là em đang sử dụng cái đèn RGB, thì cái đèn này trong cái kiện lá các anh cũng hay xài nè, thì nó sẽ giúp cho cái cây dứa nó lên màu. Nó cho quang hợp luôn á. Còn mấy cái đầu này nó bị cháy là nguyên nhân không? Mình thật ra những cái này là nó bị khô, và mình thật ra kệ nó đi, tại vì những cái lá già mình cứ cắt đi, xong rồi nó nhảy à, nó sẽ nhảy ra lá mới đây. Tốt nhất là cứ cắt bỏ, tại vì đây anh sẽ, đây là nó nhảy đó, đây nè. Càng chăm sóc cắt tỉa là càng cây dứa càng nhảy càng đẹp anh. Còn cái hồ bên này em, cái hồ bên này thì sao anh thấy là mình không có có kết hợp cây trong này, hay là em có một cái ý tưởng gì cho cái hồ này? Một cái hồ này nó sẽ mang một cái phong cách là, có nghĩa là mình thể hiện cái cảnh là ở dưới nước, mà một cái góc nào đó nó không có cây cối, nó trơ trọi, kiểu như cành lũa nó ngã, nó đổ thời một thời gian lâu năm rồi. Thì đó, thì nó sẽ phù hợp cho những biotop, hoặc là ví dụ như về sau các anh mà nuôi những con cái con mà cá lóc hay này nọ săn mồi á, vẫn ok, vẫn thể hiện được. Thì cái này được gọi là dạng như là background. Dạng như bình thường á, có nghĩa là các anh sẽ xếp lũa thôi, nhưng phía sau bọn em ốp đá. Bọn em ốp đá thực tế luôn chứ không phải dùng foam. Cái đó là đá thực tế, đá luôn, thực tế luôn, đá thật luôn. Đó, bọn em dựng hình nó luôn. Thường thường cái này là người ta xài bằng mấy cái mút hay cái gì nó tạo cái hình thôi, đúng không? Đúng rồi, thường á, về các anh em chơi cá là bọn em làm bằng foam rồi gọt tạo hình xịt sơn. Như ở đây bọn em làm bằng đá luôn. Đá đen Gia Lai thực tế luôn. Nhưng mà nhìn vô nó cũng có cái nét hay chứ. Có nghĩa là nó không có cây cối sống, nhưng mà nhìn nó có cái gì đó, nó giống như một vùng đất bị bỏ quên chứ. Đúng rồi. Có bức tượng Phật bên trong, những vùng đất bị lãng quên chứ. Rất là đẹp. Nói về cái tượng Phật, ví dụ như cũng nhiều bạn cái ủa sao là để tượng Phật bên trong nước là không nên được này nọ, thì với em á là cũng chia sẻ là tùy vào quan niệm của mỗi người, quan điểm của mỗi người như thế nào. Thì ví dụ cái tượng Phật quan trọng là cái tâm của mình cơ. Đúng rồi. Tâm của mình như thế nào chứ không phải là cái tượng Phật này nó sẽ làm ảnh hưởng. Tại vì á, nếu mà các bạn tìm hiểu kỹ á, là có những công trình tượng Phật nằm dưới nước. Đúng rồi. Các bạn tìm hiểu được, cái chắc chắn mình không nói kỹ hơn, nhưng mà các bạn lên Google bấm là ra, là ra chắc chắn là có công trình dưới nước. Thì cái tượng Phật này khi mà có linh nghiệm hay không, mà chắc là lên chùa hay gì đó, cái người ta làm phép làm đồ gì đó nó mới gọi là chính xác. Còn lại đây là cái một dạng trang trí mình thể hiện, là đôi lúc sẽ có những cái Phật ở dưới, ví dụ như người ta bị xây dựng xong bị đổ sụp ở dưới á, thì mình có tượng Phật ở đó, thì mình quan niệm vậy thôi. Đúng rồi. Không, thì anh nghĩ chuyện này cũng bình thường. Cái trái đất mình nhiều khi cũng chuyển động mà. Ngàn năm trước thì có những cái công trình nó nằm và nó mùi lấp dưới đất rồi, thì cái chuyện này anh nghĩ nó rất là bình thường. Và quan trọng là cái tâm mình hướng về đó đúng thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Và anh nghĩ nó cũng rất là huyền bí, trang nghiêm chứ không phải là nó có vấn đề gì. Dạ vâng. Ok các bạn, rồi đó là hai cái hồ đầu tiên. Đây là một cái tiểu cảnh rừng ha, có một cái lối mòn đi, rất là đẹp. Thì cái phong cách kiểu cảnh rừng thì thường thường là sẽ có hai bờ đá. Và chính giữa sẽ có một con đường mòn đi. Thì đây là một cái phong cách, thì cái thời xưa cách đây cũng 5-6 năm á, thì khi gặp cái phong cách này rất là mê anh, tại vì nó rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nó thể hiện được cái quang cảnh đúng luôn, là hồi xưa mình đi làng quê này nọ, mình sẽ thấy ủa hai bên hàng cây ở giữa con đường mình đi. Thì cái đây là một dạng mô phỏng lại. Mô phỏng mà có thể là những cái tán cây bonsai sau này chỗ rêu này bên đang mới dán, nhưng mà ở 2 tháng sau bắt đầu nó bung xòe nhìn rất là hay. Đúng rồi. Thì mình có tưởng tượng mình thu mình mà mà cái là giống như mình đang đi học, mình dắt bạn gái đi ngang qua thì vẫn dễ thương mà anh. Đúng đó rồi. Đó là một phong cách nhẹ nhàng. Anh thả cái hồ mình vô đây luôn. Này giống như là rừng thông nha các bạn. Đó, rừng thông có con đường mòn đang tung tăng đi ở đây. Đó, giống như mình coi phim Mắt Biếc, có thể mình dẫn các bạn đi đồi xin rồi này nọ. Có ai khắc lên cây gì không? Đó là một phong cách. Thì đây là đây phong cách gì em? Đây là... đây thì trước mắt các bạn đang thấy là nó màu sắc đúng không? Thì nếu mà màu sắc full toàn bộ và không có thiết kế đá lũa quá nhiều, đó là phong cách Hà Lan và Dutch style.
Nhưng mà đây em có kết hợp và lũa và đá thì nó sẽ chiếm tỷ lệ trong này á, là gần 50%. Thì em cứ tạm gọi đây là kết hợp thêm của natural. Có nghĩa là một gốc cây nó nằm đổ trong một cái ở dưới nước á. Thì những xung quanh đó, những cái gọi là thực vật bắt đầu nó phát triển, nó hình thành lên. Thì nó có cái độ màu sắc. Thì cái màu sắc này á thì bắt nguồn như là xuất phát từ Hà Lan, gọi là phong cách Hà Lan từ châu Âu được, thì đưa về Việt Nam. Thì ban đầu để mà Việt Nam tiếp cận thủy sinh thì những cái phong cách này đây anh. Chứ không phải là những phong cách xíu nữa em giới thiệu, không phải. Thì phong cách này là phong cách đầu để mà mình giống như là vỡ lòng. Vỡ lòng của thủy sinh ở Việt Nam luôn. Dạ đúng rồi. Vỡ lòng, nhưng mà cái mà gọi là được gọi là giống như là gì ta, gọi là thương mại hóa luôn á, đó là cái hồ bonsai. Cái hồ bonsai là cái gốc lũa bonsai. Có cây bonsai. Đó rất là dễ dàng cho mọi người chơi. Cái này nhìn gọi là gì, rực rỡ. Nhưng bù lại cái chăm sóc cái hồ này là đòi hỏi về các bạn phải có kinh nghiệm về hóa chất. Thứ nhất là gì, dinh dưỡng. Dinh dưỡng mỗi loại cây nó mỗi khác á. Và cái thứ hai là hàm lượng CO2 mình phải đủ. Thì trong này anh nhìn thấy đây, đây là cái thiết bị để đo CO2. Nếu mà cái này của mình nó không đủ á, thì nó sẽ trang màu khác. Và đủ á, nó sẽ là màu xanh xanh da trời. Và dư á, nó sẽ là màu vàng. Thì nhưng mà tốt nhất trong cái phong cách trồng cây như vậy, bạn cứ cho là màu vàng đi cho nó dư. Cho nó dư hàm lượng CO2 cho nó tốt. Rồi cái này đất nền. Thì dưới đất nền này á, trong cái phong cách này thì tụi em thường là lót dưỡng ở bên trong. Chứ nếu mà mình sử dụng gọi là phân nền công nghiệp chắc chắn sẽ không đủ. Tại vì cây này á, nó đòi dinh dưỡng rất là nhiều. Đó. Này là dòng cây cắt cắm đúng, cho nên là dinh dưỡng nó đòi nhiều hơn, ăn từ phân đồ nhiều. Mình dùng chung từ cắt cắm, có nghĩa là gì, cắt và cắm lại là thì gọi là cắt cắm. Thì nó sẽ mọc lên, có thể là ví dụ như nó tốt rồi nó sẽ mọc lên hàng tuần luôn cho các bạn. Thì đẹp hay không trong cái hồ này á, là cái khâu tỉa và cái khâu chăm, có nghĩa là người ta nhìn vô cái cây lá nó tròn xoe rồi lá nó đạt đúng màu và làm sao cắt tỉa được thành những cụm những bụi thì nó mang được. Đây là phong cách rất là đẹp. Đó. Các bạn hình dung cái hồ này á, thì nghe Nam giải thích chia sẻ thì mình có thể hình dung. Đây giờ mình hình dung nha. Mình chơi nghệ thuật là phải hình dung được các bạn. Trước khi tác phẩm nó hình thành là mình phải hình dung được trong đầu nó như thế nào. Thì cái này có giống như là một cái bãi đất trống vậy đó ha. Xong cái cây này nó bị ngã xuống thì bắt đầu những cái hạt mầm đồ nó nằm sẵn ở trong đất, bắt đầu nó sẽ mọc tự do lên. Len lỏi vô từng ngóc ngách luôn. Và có nhiều cái loại thực vật nó phát triển lên. Thì chúng ta sẽ nhìn được cái góc nhìn nó sẽ như thế này. Rất là đẹp. Và cái hồ này thì do nó cắt cắm nên nó sẽ sử dụng rất là nhiều cái gọi là cái phân dưỡng, dinh dưỡng đồ này nọ. Dạ đây. Thì cho các bạn, để mà các bạn khỏi bỡ ngỡ, để em bỏ này. Thì các bạn sẽ thấy trên này là có những cái rêu hại đúng không? Thì nhiều người mới chơi sẽ sợ. Nhưng mà không phải đâu, cái dinh dưỡng từ ban đầu khi mà mình chưa giảm tải được nó thì nó sẽ xuất hiện. Đó, tảo nâu rồi tảo xanh rồi nó sẽ bám, thực ra này mình chỉ vệ sinh là đi hết. Nó không ảnh hưởng về cây cối đâu ạ. Thì các bạn đừng có lo về những cái này, đó là điều bình thường. Đó, tại vì dinh dưỡng mình rất là nhiều. Mình sẽ gặp trường hợp này mà là bắt buộc gặp luôn, chứ không phải là ôi trời ơi hồi này nó tự nhiên nó bị vậy anh ơi. Không phải là nó lỗi mà nó là một cái quy trình. Quy trình nó phải có quy trình vậy. Có nghĩa là thường trong một cái hồ có quy trình, có nghĩa là khi mình thiết lập tuần đầu anh không thấy gì đâu, tuần thứ hai bắt đầu chớm anh sẽ chớm thấy là gì, bắt đầu hệ sinh thái nó hình thành, thì là xuất hiện tảo nâu rồi tảo xanh bám kiến. Thì các bạn sợ, nhưng mà các bạn không làm thì các bạn mới là chết. Các bạn sợ, các bạn phải tìm hiểu và các bạn chà rửa nó đi, vệ sinh nó đi. Còn lại các bạn đang quan sát những cái cây cối này nó có phát triển không. Khi cây khỏe thì tất cả các loại rêu hại này nó sẽ yếu đi. Còn cây mà yếu thì bọn rêu hại nó lại phát triển. Đó. Thì phong cách Hà Lan thì nó là sự kết hợp của màu sắc và sự tương phản. Anh sẽ thấy em bố trí là gì, xanh đỏ, nó là tương phản hai màu. Thì ví dụ như còn làm đẹp hơn nữa là có thể sự chuyển hóa màu, có nghĩa là sẽ cho người ta thấy màu chuyển từ màu đỏ cam vàng xanh, đó là xuống tông từ từ. Dạ đúng rồi. Ok các bạn, đây là phong cách Hà Lan. Nhưng mà thật ra nếu mà nói về những cái phong cách thủy sinh thì
cái phong cách Hà Lan là cái phong cách mà mình không thích nhất. Tại vì nó màu sắc quá, nhìn nó không có được tự nhiên lắm. Dạ, đây mình sẽ giới thiệu với các bạn là một cái mẫu hồ và một cái phong cách mà mình yêu thích nhất ha, đó là tiểu cảnh rừng. Đây là phong cách mình, một trong hai phong cách mà về thủy sinh mà anh thích nhất, một là đây với hai là natural. Dạ vâng. Nó là đẹp nhất. Đó, thì đây là một cái tác phẩm mà theo mình là đẹp nhất ở trong cái không gian shop đây. Mình nhìn là mình thích nhất. Thì đối với lại thiết kế một cái phong cách rừng á, có những cái điểm nào cần lưu ý để cho cái tác phẩm mình nó thật nhất không? Nó tự nhiên nhất không nào? Để mà mình mô phỏng lại một cái hình ảnh từ ngoài thiên nhiên vào á, thì tùy vào cái size hồ. Thì khi cái quan trọng để mà thiết kế là chính mặt đầu tiên là các bạn phải lựa chọn tỷ lệ nó phù hợp. Có nghĩa là không phải là bạn thấy góc lỗ bự, bạn thấy đẹp ở ngoài, bạn đưa vào trong hồ thì nó sẽ hợp đâu. Có nghĩa là cái vật nào là cây nào là chủ trong cái khu rừng này, cây nào là phụ và cây nào là cái gọi là cây chi tiết ở phía sau để tạo được cái chiều sâu hồ. Đó là cái khâu đầu tiên khi các bạn thiết kế, là các bạn nên lựa chọn tỷ lệ phù hợp. Và mình chia sẻ là trong kinh doanh hay là kể cả các bạn chủ aqua hay là các bạn tự chơi cũng vậy, có nghĩa là khi mình làm nên thiết kế một cái phong cách nào đó, các bạn nên ít nhất là 3 size. 3 size của một cái loại vật liệu. Đó, ví dụ như những cái khúc cây đây là 3 size. Dạ đúng rồi. Size lớn, size trung, size nhỏ. Chính xác. Kể cả đá cũng vậy. Dạ đúng luôn. Thì ví dụ như trong ví dụ như các bạn nào mà chơi cái này, ví dụ các bạn tìm hiểu về cái hội họa này, các bạn tìm hiểu về chụp hình, thì các bạn sẽ để ý là gì, gần to xa nhỏ. Đó, thì những cái gì trước mắt mình giống như cái hàng trụ điện, dù là nằm trên một đường thẳng nhưng các bạn đứng từ góc này bạn nhìn thẳng kia, thì cái những trụ điện ở xa rất là nhỏ. Đúng. Nhưng mà thực tế cái size rất là bự. Nhưng mà bạn kêu là nó bự như vậy thì mình cũng lấy toàn cành bự mình đặt vào, nhưng mà không phải. Cái khoảng cách rộng, độ sâu của mình chỉ có chừng đó thôi, chỉ có 50 thôi. Mà bạn mà làm điều đó là bạn sai. Thì bạn phải chọn tỷ lệ là to dần và chuyển hóa nhẹ nhẹ. Chứ không phải là từ một cành to đang là size 10, bạn nhảy xuống một phát là size 5, bạn nhảy xuống một phát size 1 là không có đúng. Đó là trong cách mình thiết kế. Mình hồi xưa cũng có chơi bonsai các bạn, thì chơi mình cũng có chơi cái dạng tiểu cảnh. Thì trong một dạng tiểu cảnh mình thích là cái tiểu cảnh rừng. Thì hôm nay là nghe Nam chia sẻ lại thì mình chúng ta có thể hình dung, các bạn nhìn vô đây nè, bạn nhìn vô các bạn thấy là có 3 cái size cây đúng không? Có nghĩa là mắt mình nhìn mình thấy 3 size cây. Nhưng mà thực tế đây là một cánh rừng nó đồng size cây với nhau. Nhưng mà chẳng qua do cái bố cục sắp đặt những cái cây nằm ở xa thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó nhỏ hơn. Những cây nằm ở gần đó, nó kiểu dạng là vậy. Anh em nhìn qua cái màn hình sẽ thấy một cái khu rừng nó khá là huyền bí ha, rất là đẹp luôn. Ở đây có gì? Haki hả? Coi như là giống như hồi nãy em nói là vết đổ cho nằm đó, thì nó có một cái thương hiệu nằm ở trên cái vách đá. Thì coi như thay vì là nước, nhưng có thể là cảnh cạn luôn. Cảnh cạn tại vì luôn. Mình đang mô phỏng cảnh cạn mà. Dạ. Coi như là cá hay là đàn chim. Đó, những cái cây mà nhỏ xíu mình nằm ở xa. Dạ. Thì ở đây mình nhìn thấy là nó nhỏ vậy, nhưng mà chúng ta có thể hiểu thực tế là những cái cây này đồng cái size với nhau hết, nhưng mà trong cái bố cục do nó nằm xa, ở nằm ở phần xa nhất của cái màn hình, cho nên là nó nhỏ lại. Đó, nhìn nó rất là tự nhiên ha. Cho nên là khi mà chúng ta thiết kế mà đằng trước á, đằng gần cái mặt kính này nhất á, gần mặt tiền nhất mà nó những cây nhỏ là nhìn nó không có thật. Đó, cho nên là đây là cái điều lưu ý khi mà anh em sắp xếp cái tiểu cảnh rừng. Dạ đúng rồi. Nói chung rừng thẳng á, là một trong những cái phong cách thực sự là không khó. Không khó, nhưng cái điều trong cái layout này, điều đặc biệt nó không phải là lũa, mà cái điều đặc biệt là đá. Tại khi xếp đá, khi mà em làm cái này á, là em lựa đâu là 3 đợt đá và em xếp đá trong vòng mấy ngày mới hình thành được. Và xếp lũa thì bọn em làm trong vòng một ngày là xong. Thì tại vì kể cả em dạy phong cách rừng này thì chỉ cần đặt đúng vị trí, thì thứ nhất nó nói đơn giản trong cách thiết kế đi, thì cái đây một cái hồ mét hai, thì đây cái cánh này nó sẽ chia là 1/3. Thì tỷ lệ vàng nó sẽ là 1/3 trong hình ảnh. Thì đây là cái chủ lực em đặt ngay 1/3 luôn. Đó, có nghĩa là trước mắt mình chưa hình dung được cái phong cách mình sẽ xếp sao, thì mình phải quan trọng mình lựa cành đẹp hay cành chủ, nó sẽ nằm 1/3 hình ảnh, hay gọi là điểm vàng, là ngay điểm vàng luôn, 100% luôn. Thì đây, thì đó là cái tấm hình mà mình, đây là lên hình ảnh. Ồ, nó đó ha em. Dạ đây, em mở lại cho. Đẹp quá. Có nghĩa là khi mà mình
mình thiết kế thì bây giờ thì mình nhìn thực tế thì sẽ có nhiều quá, nhưng mà khi chụp hình mình quan trọng cái khâu là to nhỏ xa gần rõ ràng luôn. Quá đẹp luôn. Ê, cái này khi mà em bắt đầu em thiết kế là em sẽ đặt cái lũa vô trước, xong rồi đá em đắp lên sau, đắp theo những cái rễ này hả? Dạ. Thì chia sẻ về cái thiết kế này thì em dựa từ một cái hình gọi là hình vẽ ở trên Pinterest. Thì cái em mới thiết kế lại, thì cái khâu này em đi ngược với lại tất cả những cái thiết kế trước là em xếp đá trước. Em xếp đá để em tạo được những cái bậc cấp cơ bản cái đã. Có nghĩa là đây nó sự đổ vào dịp cấp cao lên. Thì em sẽ thiết kế những bậc đá, sau đó em đặt cái lũa. Và khi có những cái góc lũa là em để sẵn, em định hình trước. Em định hình chỉ vị trí cái đã, sau đó bắt đầu em xếp đá, em chèn thêm một ít gọi là mình thiết kế nó ghép thêm á. Những cái rễ để cho cảm giác nó ôm vô những cái đá để làm gì, nó thể hiện được sự già lâu năm đó. Bám chặt vô đá, đúng rồi, rừng mà luôn luôn phải có cành, cành già cành. Đây là ý em nói là những cái rễ đúng này rồi, là nó không có liền với cái thân này đúng không? Dạ, nó ôm nó che cũng được, mà miễn làm sao nó thể hiện ở phía lắp dưới thêm vô. Dạ đúng rồi, nó không phải là có sẵn, mình phải ghép mà. Với lại trong một cái hồ ví dụ như đá đó, mình có khống chế cái vật liệu đá không? Cái chất liệu không, hay là mình xài 2-3 loại đá vô cũng được? À, nếu mà xài 2-3 loại đá cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là đồng màu. Đồng màu. Tại vì không đồng chất nhưng mà đồng màu cũng được. Tại vì khi mà người ta nhìn nó bị chỏi màu thì sẽ không nên. Có những cách thiết kế rất là đẹp về cách là hai màu đá, nhưng mà người ta trình độ người ta cao, thì khi đó sự hòa quyện của hai màu đá mà cái viên, chính xác là cái viên đá nó đã cơ bản nó hai màu, là tại vì có cái dạng như là vùng địa chất, thì cái tầng địa chất này nó sẽ màu vàng, nhưng tầng địa chất dưới nó sẽ là màu đen, là chuyện bình thường. Thì khi người ta khai thác được đó thì bạn phải tìm đúng được tất cả các loại đá đó áp dụng vào thì bạn mới thể hiện được, chứ không phải khi bạn đang sử dụng đá màu trắng các bạn nhét vào một viên đá màu vàng màu đỏ này nọ bạn nghĩ là đẹp, nhưng mà không phải. Nó sẽ làm rối cái tấm hình của bạn và nó sẽ không thực tế. Lý do là gì? Anh cứ ở một cái khu vực nào đó, anh sẽ để ý là thực vật xung quanh nó là tồn tại giống nhau, cơ bản giống nhau, và vùng địa chất đá ở đó cũng giống nhau, nên mình đang tái hiện là khu vực ở đó thì chắc chắn là tất cả những cái vật liệu phải nên giống nhau. Có nghĩa là để mà setup cái này thì hiểu về địa lý địa chất là một lợi thế luôn. Mình phải phối cho nó gọi là nó hài hòa với thiên nhiên các bạn, chứ còn chúng ta kết hợp hai cái ở hai cái khu vực khác nhau vô thì nhìn nó giả, nó không có đúng sự thật. Đúng rồi. Đó là cái em chia sẻ về cái thiết kế tại sao có nhiều bạn làm các bạn bị sai những cái đó, đôi lúc những cái lỗi nhỏ thôi các bạn không để ý. Thì mình nói là cái mình cứ tốt nhất để mà mình làm cho một cái tác phẩm có hồn hay là tác phẩm đẹp á, thì bạn phải tìm hiểu kỹ là cái mình đang muốn làm, cái mình đang muốn truyền tải nó là gì. Thì ví dụ như đá thì bây giờ mình chưa kiếm đủ thì bữa sau mình kiếm, chứ đừng có cố gắng để mà mình hoàn thiện xong một sản phẩm làm gì. Thì mình muốn đẹp mà thì phải mình phải rõ, để mà khi mà gặp những ví dụ những cái người khách người ta thích đi, hay là những anh em gọi là đồng môn người ta thích, để mình giải thích được lý do tại sao nó như vậy. Thì trong thiết kế thì mỗi người sẽ có một cách thiết kế, ví dụ như anh Năm của anh sẽ thiết kế một kiểu khác, mình sẽ thiết kế kiểu khác, nhưng tất cả chắc chắn nó sẽ là giống nhau là gì, dựa vào những cái chất liệu mà mình làm. Đó, quá đẹp luôn các bạn, quá đẹp. Rất là nhìn nó rất là có chiều sâu, chính nhờ cái thiết kế kiểu rừng thẳng á, nó phân tầng dạ, cho nên là rồi, nó sẽ tạo ra cái chiều sâu cho mình nhìn ha. Dạ đúng rồi. Thật ra phong cách rừng hình với em là nó trường tồn lâu lắm. Nó sẽ mãi mãi, và cái phong cách này trong thi đấu cũng được nhiều người lựa chọn. Tuy là biết sự đấu đá rất là nhiều trong cái này, nhưng cạnh tranh nhiều á. Dạ cạnh tranh nhiều, nhưng mà giám khảo người ta rất là thích phong cách rừng. Đó, rất là thích. Anh nhìn vô cũng rất là thích, tại vì nó gần gũi, nó dễ tạo ấn tượng. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái cảnh này ở ngoài thiên nhiên. Dạ, đúng rồi, chúng ta nhìn, chúng ta nhìn vô chúng ta sẽ hòa mình vô đó, nó dễ hơn. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ đúng. Anh mời lắm. Đây là cái kiểu giống cái hồ ngoài kia. Cái này á là cũng một dạng, cái này em để đây, cái này của khách gửi em ơi. Thì cũng là một cách thiết kế giống hồ kia, nhưng mà anh để bọn em khi mà cái sử dụng đá không á, bọn em không dùng dứa. Bọn em không kết hợp cây dứa Nam Mỹ, tại vì nó sẽ không phù hợp lắm. Và lúc đó bọn em sẽ sử dụng những cây dương sỉ, những cây may mắn, những cây rau má để mà
tái hiện cái kiểu này là bò hoang dại. Còn cái dưới Nam Mỹ là một cái khác hơn nữa, nó rực rỡ về màu sắc, nhưng mà nó áp tại vì lụa là cái dưới Nam Mỹ thực tế là nó ở trong cái khu rừng và nó mọc ở trên những cành lũa chứ không phải trên đá. Đó, mình phải dựa vào cái chính sách, cái tự nhiên của nó như thế nào mình mới áp dụng vô được cái thiết kế này, giống như rừng nguyên sinh như đó. Dạ dạ, nó, hai thằng nó giống nhau hết trơn, hai thằng nhau, nhưng mà ở đây nó khác hơn kia là anh để ý là hồi nãy chỗ kia không có cái hệ thống này. Ờ, đó phun sương á. Cái này là hệ thống phun sương tự động nha các bạn. Thì mình đang chỉnh chế độ là khoảng mấy phút sẽ phun một lần. Còn có thể ví dụ như qua nhà khách, nếu mà để ở ngoài ban công thì phải tăng cái số lượng phun lên. Tại vì bây giờ trong phòng mà mình phun nhiều quá nó sẽ ẩm, ẩm nhiều quá nó sẽ hư. Nó dư nước nó sẽ hư, không phải là cái gì dư cũng tốt đâu. Đúng rồi. Đó, nên phù hợp mà điều chỉnh theo cái gọi là môi trường của nhà khách nha. Hay thác chảy róc rách. Có khói tràn xuống hồ ở đây. Thì thường cái những cái này là mình chơi cảnh. Dạ. Cũng có thể mình sẽ thả một vài bạn cá vô. Dạ, có nghĩa là cá đây nó sẽ là nếu mà đẹp phù hợp á, thì sử dụng những cái dòng chuột hay những cái dòng mà tối tối màu á, nó đi dưới đáy. Dạ đúng rồi, nó sẽ đẹp hơn, là nhìn nó huyền bí hơn chứ. Còn mà sử dụng rực rỡ thì nó sẽ không phù hợp đâu. Nuôi con nào cũng được, nhưng mà ví dụ như mình lựa chọn đúng cái loại cá mà mình đang thể hiện cho cái môi trường á, là nhìn cái tự nhiên cái tác phẩm mình tăng lên, tôn tác phẩm lên. Dạ đúng rồi, quá đẹp luôn. Cái này là mình sử dụng cái đá đen. Dạ em sử dụng đá đen Gia Lai á. Gia Lai á, đá này cũng nhẹ bọt. Dạ đúng rồi, nó hút nước dữ. Đúng rồi, nó giữ được độ ẩm tốt. Khi mà ví dụ như thiết kế những cái này á, hạn chế sử dụng đá trơn. Tại vì khi đó nó không giữ được độ ẩm, nó không giữ nước cho mình đâu. Đó là những cái điểm lưu ý mà anh em có thể tự mày mò nghiên cứu, có thể rút ra ha. Đây là một cái hồ phong cách natural, tức là tự nhiên. Dạ đúng rồi. Thì nó cũng không có gì đặc biệt quá trong cái thiết kế, nhưng mà nó sẽ có sự phối hợp, nó khác với bên kia một chút là gì? Nó có được cái màu sắc ở phía sau. Và phía trước này mình sử dụng thêm rêu rồi dương sĩ rồi nana. Thì sau này á, những cái cây cối này bắt đầu nó che lấp và lửa một bớt đi thì tự nhiên thấy lâu lâu ở trong những cái cụm cây rồi nó mọc những cành lửa hoang dại này đó. Đó là bộ phong cách này. Cái này là do tự cây cối nó chưa có chưa. nó mới thiết lập thì cây cối nó chưa được căng, cây bắt đầu nó mới lên phát triển. Mình phải chăm sóc từ ban đầu. Khi mà nó gọi là nó ổn rồi các bạn, nó cây cối nó phủ ra thì lâu lâu nó lú cái đầu lửa chút xíu. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó sẽ tự nhiên hơn. Dạ. Đúng không? Cái hồ này thì không có gì đặc biệt. Dạ đúng rồi. À, chỉ có Son Goku là đặc biệt. Thì cái này là một cái món về sau này tự nhiên cũng nhiều anh em thích, như là nó trôi lơ lửng. Nhìn nó dễ thương tiếu tiếu. Dạ, cái này mà hay á, bạn nào mà làm được suy nghĩ được cái ý tưởng là làm cái hành tinh Namek rồi Son Goku nó bay qua là rất tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời luôn á. Các bạn vẫn làm được điều đó mà. Nó đang trôi rồi bạn, Son Goku đang đi cân đổ dân á. Rồi ở đây có mấy bạn cá, mấy bạn cá này ngoan quá, đứng yên nãy giờ luôn. Này cá thằng tiên xanh. Ông tiên xanh hả? Dạ đúng rồi. Thằng tiên xanh mà size nhỏ. Có vẻ nó cá này nó cũng ít bơi lại, bơi lại. Dạ có, nó ấy mà nó dạng như cái hồ này mới làm á anh. Thì cá nó chưa được dạng chứ chưa được khỏe. Thì nó sẽ chậm lại, nó hơi thụ động chút xíu. Thì đúng rồi. Các bạn. Còn đây thì cũng là một cái dạng khu rừng, và nhưng mà đây điều đặc biệt để mình nói, nó không có gì nhưng mình cũng sẽ nói. Trong này nó bị rêu hại rồi cây cối rất là yếu. Đó là một cái tình trạng xảy ra nếu mà bạn không chăm sóc. Như hồi này tại sao nó bị, tại sao nó xấu và tại sao nó cây cối nó yếu như vậy, là khi các bạn chăm sóc được mà một thời gian là đèn nó tắt hoàn toàn, các bạn không bật đèn lên. Cái thứ hai, không cung cấp CO2. Và khi mà các bạn hút nước nhiều và khi mà các bạn diệt rêu á, thì các bạn lại đổ quá liều cái dung dịch diệt rêu hại. Thì cây cối nó bắt đầu rửa lá hết trơn. Đó là cái lỗi khi mà các bạn chăm sóc hồ không nên. Vậy có ví dụ như mình cứ để cũng được, tại vì sau này các bạn ví dụ có cần tìm hiểu thì đó mình sẽ chỉ ra những cái nguyên nhân tại sao nó hư. Chứ không phải là cái hồ lúc nào nó cũng tồn tại đẹp mãi đâu, không có. Các bạn phải chăm sóc thì nó mới hình thành cây cối, nó mới phát triển được. Thiết kế nó chỉ là một phần thôi, nó chỉ chiếm 50%. Cái khâu quan trọng là cái khâu chăm sóc cây cối để làm sao nó thành hình. Giống như mình cởi trần nhưng mà mình mặc một cái áo nào đó lên nó đẹp, nó khác nhau. Đó, đây là cái sườn. Còn là cái hình thành kia là từ từ nó sẽ ra giai đoạn.
khác nhau. Ok, bạn môn nào, thật ra môn nào chúng ta cũng phải cần bỏ cái công ra chăm sóc cả. Thì đối với những người mà đam mê cái việc mà chăm sóc cho nó ngày càng đẹp lên đó, đó là một cái công việc mà người ta yêu thích, người ta đam mê muốn làm nó luôn á. Thì chứ không phải là chúng ta có những người thì có cái suy nghĩ, thật ra lúc trước mình cũng có suy nghĩ như vậy. Dạ. Nghĩa là mình sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mình làm cái hồ thật là đẹp, xong rồi nó sẽ đẹp hoài luôn, thì điều đó là không có. Không phải có bàn tay chúng ta chăm sóc, nâng niu nó, phải quan sát nó, thấy nó trục chặt chỗ này, trục chặt chỗ kia, rồi chúng ta phải can thiệp vô liền thì nó mới đẹp được. Chứ không phải là chúng ta bỏ vô xong rồi cứ để vậy là đẹp đâu. Đúng rồi. À, cho nên là anh em mà khi mà chơi đam mê là phải gọi như là thông suốt cái chuyện này, chứ còn không là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nó sẽ bị xuống cấp từ từ. Đúng rồi. Cái hồ này em xài đá gì em? Dạ, cái hồ này là em đang sử dụng Tiger, đá Tiger. Thì đá Tiger này nó có những cái hình dáng và những cái lỗ dạng như là nó, nó với em thì nó một dạng như là nham thạch độ rỗng gì đó. Thì nó cũng khai thác ở tầng đó, thì được cái màu. Thì đá Tiger này không có ở Việt Nam nữa, mình phải nhập ở Trung Quốc. À. Đó thì nó được cái màu lạ hơn so với tất cả các loại đá ở Việt Nam mình đang có. Thì thứ nhất là cũng nhẹ, chất liệu nhẹ, và cái thứ hai mình tạo hình cũng ok, mình tạo được hang động, mình tạo được núi, hay là mình làm những cái phong cách khác đều được hết. Rất là tiện. Em như cái hồ nó là đều là hai cái tiểu cảnh rừng hết, nhưng mà cái kia nó rừng thẳng. Dạ. Thì cái kia đó là mình sẽ không thấy cái ngọn cây. Dạ. Nhưng mà cái ngọn cây nó nằm ở trên ngay cao, vừa đụng cái mặt nước luôn, mình nhìn vô mình sẽ thấy cái thân cây không. Dạ. Nhưng mà cái thiết kế này mình nhìn vô là mình sẽ thấy giống như bị cưa ngang như vậy. Dạ, đúng rồi. Thì nó có bị gọi là bị default không ta? Đúng, nó sẽ bị lỗi. Ừ. Cái thiết kế này là có nghĩa là nếu mà ok nhất á, là các bạn sẽ đưa những cái cành lửa nó sẽ chạm lên, thế này là rồi, không thấy vết cắt. Hoặc là nó bị ngắn như vậy cũng được, nhưng bạn phải xử lý. Đúng rồi, vết cắt phải cho nó tự nhiên chút xíu. Mình phải xử lý, có nghĩa là đánh hay gì đó. Đúng rồi, có nghĩa là cây rừng nó bị thiên tai nó làm cho gãy ngã, chứ không phải là mình đưa cái cưa và mình cưa. Đó là một cái lỗi trong thiết kế. Thứ nhất, khi mà các bạn thiết kế, các bạn để mà cái cành lửa mà nó bị cái vết tròn vết cắt ra, mà cắt quá to rồi. Dạ đúng rồi, thì bạn có cách xử lý bằng cách nào? Một là sử dụng rêu, hai là các bạn sử dụng những cái nguyên liệu và ghép rễ ghép đồ cho nó bò lâu năm trên đó. Ba là bạn phải ghép thêm, phải ghép thêm để mà tránh cái trường hợp là nhìn vô ô thô quá. Đây là một cái thiết kế thật ra là của các bạn nhân viên đang làm. Thì em sẽ cho các bạn làm thử. Đây là một bài tập. Dạ, cái bài tập mà của bạn Hiếu á, thiết kế rừng anh cho làm từ A tới Z, em kiểm tra coi sao. Thì trong này lúc đó, cái hồ này là em bàn giao cho bạn chăm luôn. Thì đó, em sẽ hiểu được là các bạn, khả năng các bạn nằm tới đâu, thì để mình biết mình sẽ chỉ thêm các bạn sai sót ở đâu. Thì Nam và Haki ở đây là có lớp dạy đào tạo cho các bạn mà yêu thích vấn đề thủy sinh luôn, nó nằm ở trên lầu á. Hiện lát xong dưới đây mình sẽ đi lên giới thiệu với các bạn luôn. Thì các bạn nào mà có đam mê với cái lĩnh vực này, muốn tìm hiểu, muốn làm nghề thì lúc đó có thể liên hệ với Nam ha. Thì giống như Nam vừa chia sẻ, đây là cái hồ của một bạn học viên. Sau khi đã có những cái kỹ thuật cơ bản rồi thì Nam sẽ cho bạn đó tự build từ đầu luôn. Từ đầu thì tất nhiên là nó sẽ có những cái lỗi, thì từ những cái lỗi đó Nam sẽ chỉ cho các bạn biết lỗi chỗ này, lỗi chỗ kia, và bạn đó sẽ nhìn nhận ra được vấn đề, thì từ đó về sau sẽ không có vướng phải những cái sai lầm này nữa. Rất là hay luôn, một cái cách dạy nó trực quan như vậy thì chúng ta rất là dễ nắm bắt, dễ hiểu. Trong tất cả các hồ đây thì có hồ rừng em làm, hồ này em làm, và hồ này em làm. Dạ. Thì còn lại là em cho các bạn tự làm những cái hồ trong shop để tuyệt xem vời luôn. Ở đây là có phụ kiện đồ chơi đồ sẵn. Dạ, thì cứ làm cứ thoải mái thôi, cứ làm sai sửa thôi. Quá sướng luôn. Chứ còn ở nhà mà tự mua đồ về làm chắc cũng phải tốn mớ. Dạ. Không biết cái hại gì đó. Đây là một cái hồ phong cách natural các bạn ha. Này là mô phỏng giống như một cái lòng sông ha. Dạ đúng rồi. Thật ra nó là nhẹ nhàng. Tốt nhất thiết kế này tôi rồi là nhẹ nhàng là cái quyết định đầu tiên. Cái thứ hai là cảm giác như nó feel á, có nghĩa là em đang thể hiện ví dụ như dòng chảy đẩy từ bên phải mình sẽ đẩy qua bên trái này. Có nghĩa là khi một cái gốc lũa nó ngã thì dòng chảy nó đẩy lại, thì có những cành lũa nó gồ ghề, có những cành lũa nó bị mài mòn. Thì sẽ để ý trong này, gốc bên này nó sẽ to và những cái đoạn này nó nhỏ thon dần. Đó, mình sẽ cho tái hiện, có thể hiện cái sự lâu năm, và khi dòng chảy trôi qua nó đẩy đi thì cành đũa nó sẽ dạt và cảm thấy nó có sự sinh động và nó bị mài mòn dần đi. Nó lùa qua mà nó giót nhọn về phía cuối đúng không? Dạ đúng rồi.
Cái hồ này anh thấy nó cân bằng giữa sinh vật và thực vật ha. Dạ. Có những hồ thì nó chuyên về thực vật. Dạ. Đó, mà vài bạn cá điểm thôi, còn hồ này thì cá to hơn và cá nó nhiều hơn. Dạ. Thì cái này cũng là một cái ý tưởng của em hay sao? Ngay từ ban đầu lên là em đã cây này là nó chưa có được phát lắm hả, mình mới xây thôi đúng không? À, cái những cái dương sĩ này nọ là mới thôi. Ban đầu em làm cái này là không, cũng định là không cây. Cũng định không cây, thể hiện một cái phong cảnh đúng chất biotop luôn. Là chỉ có đá và lũa thể hiện cho một ít cây cối nằm linh tinh thôi. Nhưng mà cái phong cách này để giới thiệu cho các bạn luôn là mình có thể là mình làm được hai kiểu. Ví dụ như bạn không thích chơi cây, bạn không có thời gian chăm cây, bạn chăm cá thôi, bạn vẫn sử dụng được phong cách này. Cái thứ hai, nếu mà bạn muốn chăm cây cố, bạn vẫn sử dụng phong cách này, vẫn giữ nguyên cái layout này mà bạn bố trí được cây. Đó, có những cái thiết kế biotop bạn không trồng được cây nhưng mà có phong cách này bạn có thể trồng được cây, kể cả phía sau. Em cũng đang chừa khoảng ít, nếu mà em chán phong cách này em có thể bố trí được thêm cây và làm được luôn. Có nghĩa là làm một phong cách khi em làm á, em tính được là mình thay đổi được luôn. Chứ không phải là nó nằm chết trong một cái layout. Có nhiều phương án khác nhau. Dạ đúng rồi, mình thay đổi được theo cái nhu cầu thời gian của mình. Ví dụ như những khách ban đầu chơi, người ta có thời gian người ta chăm cây, nhưng mà khi có những khách em ơi anh không còn thời gian nữa thì bỏ hết cây đi, anh chơi được cái phong cách lũa này không? Được. Anh thoải mái, lúc đó anh gỡ ra đi những cái hốc này á, anh sẽ hiện ra được luôn. Là lũa đang bị, là mấy cái cây nó đang che những hốc á, chứ còn thực tế là có những cái hốc nó nổi ra được luôn. Thật ra khi mình tháp lũa đồ vô để mình tạo cái layout này nè, thì cái cây á là nó cũng giống như là một cái gì đó để nó che giấu đi những cái mối nối hay là những cái lỗi rồi đúng không? Còn nếu mình chọn được một cái cây lũa, hoặc là mình có thể sắp đặt mọi thứ nó thật là khéo, che đi thật là đẹp, là mình show ra luôn, khoe luôn. Chẳng qua nó xấu thì mình mới dùng cây mình che lại thôi, còn nếu mình đẹp thể hiện được là mình khoe luôn chứ. Rất là đẹp ha. Thì đó là cũng một phong cách natural. Thì mình kết hợp những dòng cá đó, có loại bơi nhẹ, có loại bơi nhanh. Rồi dòng, sử dụng thằng tiên xanh. Nếu mà cao cấp hơn thì có thể sử dụng autumn, những con thằng tiên Ai Cập. Nhưng mà những cái dòng đó khó. Khó à? Dạ vâng, khó. Anh thấy em làm cái hồ cái bề sâu nó sâu quá, nhưng mà mình lại không có ngắm được cái mặt lưng, nó có đáng tiếc không ta? Cái phía sau ạ. Thì có nghĩa là thực ra cái vị trí này, thực ra cái hồ này á, nếu mà em có diện tích đó là em còn tăng cái độ sâu ra nữa cơ. Tại vì cái chiều dài của mình được 1m8. Thì nếu mà chiều sâu phù hợp với cái hồ mà em thích á, nó phải đạt được 90 thì lúc đó là em tái hiện được mọi thứ luôn. Em làm rộng rãi ra luôn, là thể hiện cho các bạn thấy được góc này hết luôn. Đúng rồi. Vậy cái hồ này nếu mà nó có chiều sâu vậy, thường ta đặt giống như một cái đảo để mình có thể ngắm xung quanh cái hồ, gọi là phong cách trung tâm á, có nghĩa là mình thể hiện ở cụm giữa luôn. Là thấy xoay quanh được mấy mặt này luôn. Đó, nhưng mà khi em làm cái này thì em chủ yếu là góc này nhìn, thì góc này sẽ có những cái đoạn khúc á thì em bỏ qua đi, vì em cũng làm cái vấp lọc ở đây mà. Đó, thì cũng là phong cách này, và có nhiều bạn chơi kiểu nhất trụ á. Đó, thì các bạn sẽ gọi là view 4 ạ. Em cũng xếp cái phong cách đó cho khách này. Hai giác trụ là có giống như một ngọn núi chính giữa vậy hả? Dạ, nhất trụ mà về lũa thì có nghĩa là cũng là phong cách lũa này, nhưng mà cứ một lũa vác xòe chân ra thì anh có thể nhìn được xung quanh. Phong cách đó hình như thường thường là mấy bạn bên cá săn mồi hay chơi đó. Dạ, với lại về sau này anh em chơi cá cầu vồng á, bạn chơi phong cách đó. Tại vì nó thoáng, nó thoáng thì cái dòng chảy nó tốt. Và các bạn kiểm soát được cá nó chết như thế nào. Còn ví dụ như những cái bố cục mà chặt chẽ quá thì cá nó chui vào ngóc ngách, nó chết này nọ, thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng nước. Còn khi những phong cách kia á, các bạn thấy được cá chết là các bạn sẽ vớ nó ra, rồi không bị ảnh hưởng chất lượng nước. Đúng là mỗi phong cách nó cũng có những cái cũng có cái ưu, cái khuyết, cái hay của nó đúng không? Dạ đúng. À, đây là cũng là một cái biotop nhỏ nhỏ thôi anh. Gọi là biotop thì cũng chưa chuẩn đâu. Dạ, thì nhưng mà đó là một cái kiểu chơi để trên bàn làm việc của anh em mà không có thời gian, mà cũng có muốn cá bơi qua bơi lại ngắm, thì đây là một cái gọi là đơn giản. Thật ra đặt cục đá xong rồi mình để một cái cây cốc trắng lên trên thôi. Xong rồi mình sử dụng một cái lọc, một cái đèn rọi màu vàng, mình đánh xuống coi cảm giác nó âm u hay này nọ. Thật ra anh nghĩ một người mà quá bận rộn, mà phải làm việc mà quá căng thẳng, hay có một cái hồ trên cái bàn như vậy, khi mà mệt mỏi quá nhìn qua một cái thấy nó cũng dịu dàng lại. Dạ đúng rồi. Thấy có bao nhiêu mệt nhọc nó cũng như là nó tung tăng theo con cá luôn. Bao giờ anh cảm thấy bây giờ gì có nước cũng cảm giác thoải mái đúng không? Rồi. Trong cái anh em mình yêu đương thì cũng phải có nước đúng không? Đó, lúc nào nó cũng vậy.
nước nó không quan trọng lắm. Đúng rồi. Nó mượt mà, còn ví dụ như cái này thì cái cần cái không gian rộng hơn, cái thời gian rộng hơn. Còn trên bàn mình thì chỉ cần như vậy thôi là quá đẹp. Đó, hồi nãy em mới nói cái đoạn ngoài kia đó, cái góc ngủ là em cũng rất là to anh. To. Nặng lắm. Cái này tính hàng tấn chứ. Nặng lắm, em không nhớ chính xác, nhưng mà em đợt đó là 10 người khiêng không nổi. Nặng lắm. Cái góc nguyên dạng như cái loại, còn lại cái loại. Cái này là được hai khúc mà em mua được có 1 khúc. Cái này là coi như là cái phần thịt của cái cây này nó kêu đây nè. Còn ở đây nó bỏng. Dạ, đúng rồi. Ở bên châu Phi có mấy cây gì mà ở trong này nó chứa nước luôn. Những cây mà lâu năm nó chứa, nó làm cái nguồn nước dự trữ của cái làng đó luôn. Ghê. Rất là em thích quá. Em phải lấy về bằng được. Nó làm cái background của cái cái nơi bàn làm việc. Dạ, đúng rồi. Rất là đẹp ha. Khi thiết kế thì khi làm lại cái cửa hàng này á, nó cũng đau đầu lắm, vì mình vừa đưa thiên nhiên vô mà không bị quá chói chỗ làm việc hay chỗ phong cái showroom của mình. Có nghĩa là mọi cái phải đưa, em phải đi lựa chọn, em tốn thời gian rất là nhiều để em lựa chọn cho nó phù hợp. Nam xuất thân là dân kiến trúc hả ta? Em hồi xưa em là em có học vẽ, rồi em có thằng thi kiến trúc nhưng mà không thành công, các em qua học xây dựng. Thì là em mê về những cái thiết kế lắm, nói chung là nhìn cái hình vẽ rồi này nọ là em thích, thật sự là thích lắm luôn. Thì em khi mà em làm cái này á, là em đọc bài và em tìm hiểu không phải về của thí sinh đó, cái tìm hiểu của em không phải liên quan thí sinh, mà em coi về những cái bài về hội họa. Và em coi nhiều nhất là cái bài về hồi nãy anh cũng nói là bonsai tiểu cảnh, là em đọc rất là nhiều cái đó. Có nghĩa là có những ví dụ như khu rừng, thể hiện khu rừng chỉ đằng một cái chú tiểu đi ngang qua một cái đặt phía sau, là những cái vật nhỏ thôi, nhưng mà khi đặt vào nó làm cho cái tác phẩm của mình rõ hồn. Vậy là nắm rất là chặt cái những cái tỷ lệ vàng. Dạ, em bắt buộc cái ngày là mình đã thiết kế là mình phải nên như vậy. Có nghĩa là không phải là mình nhìn hình người ta xong rồi đi cover mình sao chép lại. Thì ví dụ như những cái sao chép lại, bạn sẽ bị một cái rủi ro là gì, bạn sẽ đôi lúc bạn không biết nó sai đâu. Đúng rồi, bạn cứ làm lại thôi. Còn lại ví dụ như mình cứ tìm hiểu đi, mình cứ tìm hiểu, mình đưa cái mới và coi thử nó đúng hay không, mà em thấy đúng lắm. Những cái mà kiến thức chia sẻ từ những cái thiết kế tiểu cảnh non bộ cực kỳ hay luôn. Mà áp dụng trong thủy sinh rất là tuyệt vời, nên kể cả trong hội họa và trong những bản quá hay rồi. Có nghĩa là mình sẽ áp dụng những cái lĩnh vực liên quan vô cái này để cho nó tạo nên một cái nó hài hòa nhất có thể luôn. Ồ, đây có hai bàn cú cũng đẹp nè. Ở đây mình cũng hay có kết hợp thêm tượng tiết rồi ha. Em cũng có vừa thích cái sự tự nhiên, nhưng mà cũng thích cái gì đó dễ thương rồi trong cái tác phẩm của mình ha. Coi là thật giả giả đó. Thì cũng giới thiệu đây là một cái phong cách nó cũng dạng bán cạn đi. Nhưng mà nó là Rivarium, nó thể hiện một cái phong cách ở dòng sông. Thì các bạn nghe tiếng thác đổ, bên kia thì bạn không nghe mạnh. Nhưng mà riêng cái này em cố tình tạo một cái âm thanh. Âm thanh thác nó đổ thì giống như bạn anh đang đi, hồi xưa anh em mình cũng hay đi suối đi thác đồ đó. Thì anh sẽ nghe được cái âm thanh này. Ở trong khu rừng nghe rất là to, nhưng mà khi ra ngoài nhỏ. Thì đây mình đứng sát nghe rất là to. Thì còn khói thì nó tạo thêm cho nó nhìn nó huyền bí thôi. Cái tiếng thác nước chảy rồi nè, nó là một cái liệu pháp trị liệu tinh thần ha. Ai mà khó ngủ nghe mấy này là ngủ cũng rất là ngon luôn. Thì khi mình đứng ở ngoài bìa rừng á, cái thác nó nằm ở trong rừng á, thì mình chỉ nghe những cái tiếng nhỏ nhỏ vậy thôi, cảm giác nó dễ chịu, đứng gần thì sẽ nghe rất là to. Mình tái hiện lại. Dạ đúng rồi, đó có nghĩa là thì khi ví dụ như đây thì có nghĩa là mình hình dung là khi nó mài mòn. Nó mài mòn đá, nó sẽ bị mòn dần dần. Thì ra những cái cục đá này em cũng lựa chọn cho nó bề mặt nó mài mòn. Thì ví dụ như các bạn quay cái cảnh ở dưới thì vẫn có nhìn thấy được cái cảnh đá ở dưới luôn. Đó, thì dưới thì mình chỉ cần một ít dương sỉ rồi là đủ tái hiện được rồi. Còn cái phong cảnh phía trên nó là một dạng như khu rừng ngập mặn của cây cối này nọ. Rất là tự nhiên, rất là đẹp luôn. Cái đá sọc kia, đá gì lâu quá anh không có tính là quên tên ta. Cái đá này á, là khi mà em lựa mà em đi mua á, thì cái người ta gọi là cuội biển. Cuội biển hả? Dạ đúng rồi, cuội biển. Nó rất là nặng nha, cái viên đá này cực kỳ nặng. Em nhớ cân cái viên đá này lên chắc khoảng là 80 hay 100 kg một viên á. Trời ơi, nó to lắm anh. Như này á. Dạ đúng rồi, nó to lắm. Đang qua khi em đặt vào mình bị che nhiều cái nhưng rất là to, nó xuống dưới này luôn. Mà thường những cái cụi này nó rất là nặng. Tại vì nó đặt bên trong, nó không có rỗng, nó rất là đặc.
Em có vẻ là em thích cái những cái phong cách như vậy ha. Phong cách mà nó kết hợp nhiều cái môi trường sống với nhau. Dạ. Đúng không? Nó thật ra để mà thiết kế, ví dụ như em cũng trải qua được nhiều phong cách thiết kế rồi, rừng, núi, mô phỏng này nọ, thì cái cuối cùng á, cái cuối cùng và đỉnh điểm em nghĩ của cái thủy sinh á, liên quan về thủy sinh thôi, đó là phong cách natural, là lúc nào anh cũng hướng về thiên nhiên. Bao giờ cũng vậy hết á, có nghĩa là con người mà bao giờ, kể cả bây giờ mình làm việc xong rồi cuối cùng khi mình nghỉ ngơi á, mình thư giãn á, thì bao giờ mình cũng chọn cái thiên nhiên mà mình muốn. Đúng rồi. Mình muốn giải tỏa nó, chứ không phải là ví dụ như anh ngắm rừng, rừng thì rất đẹp, hoặc là núi cũng hùng vĩ lắm, nhưng mà anh cứ nhìn không thư thái lắm bằng so với anh nhìn natural. Đúng rồi. Đó là cái cuối cùng trong cái thực sinh em cảm nhận. Thì bên Ada người ta cũng đi hướng đó nhiều, thì em cũng tìm hiểu, em học hỏi, em cũng đi hướng đó. Như những cái kiểu cảnh tự nhiên này mình nhìn vô mình có cảm giác là nó đúng ở nơi của nó luôn. Dạ. Mọi thứ nó đang nằm ở đúng cái vị trí của nó. Dạ. Mình cũng cứ thả lỏng ra, ngoài hòa quyện vô đây là mình sẽ thư thái thôi. Dạ vâng. Ở cái bên đây anh thấy có một cái hồ cực kỳ khủng luôn mà chưa thấy vô nước gì hết trơn. À. Cái hồ này là ý tưởng của em là gì mà tới bây giờ nó chưa có hình thành nữa? Những cây lũa rất là khủng ha. Những cái hồ này thì thực chất á, thì mình cũng dựa vào phong cách natural. Cái này là mình thiết kế kiểu như lũa khối rồi uống lượng này nọ, nó cũng kiểu mài mòn trong tự nhiên. Và cái hồ này á, dự định của mình là sau khi làm xong thì mình sẽ gọi là thả những cái dòng cá, như như em đang tính á, là cá dĩa. Cá dĩa? Dạ đúng rồi. Thứ nhất á, là nó phù hợp size so với cái hồ này. Cái thứ hai là em sử dụng thần tiên. Cá thần tiên thì dĩa và thần tiên kết hợp với nhau rất là đẹp. Thì nó sẽ bơi theo tính chất là nhẹ nhàng và thư thái. Hay là không sử dụng cá bơi quá nhanh. Bơi quá nhanh thì nó cảm giác nó tốc độ nó nhanh quá, mình khi mình ngắm một cái hồ như vậy á, mình cảm thấy mình bị trôi theo cái đó. Còn khi mà cho dịu dàng riu thôi thì rất là thích. Thì cái hồ này nó đang có kích thước là 3m, rộng 1m2 và cao 1m5. Thì hiện tại em chưa vô được, là lý do em còn làm phần kiền ở trên. Thì em chưa hoàn thiện được cái hồ này. Còn cây cối á, em đang tính sử dụng trong cái này á, thì đa phần chắc chiếm lĩnh đó 70% là em sử dụng dương sĩ các loại. Dương sĩ các loại dạ, luôn. Dạ đúng rồi, em đợi xíu. Khi mà mình làm cái hồ lớn như vậy có những điều gì cần lưu ý không em? Cái lưu ý trong cái hồ lớn đó là thứ nhất là áp lực nước. Quan trọng lắm ạ. Như đây là quá trời nước luôn. Dạ. Thì mình khi mình dán hồ hay là gì đó, mình phải tính cái gọi là cái kính của mình nó phải đủ, gọi là đạt độ an toàn. Thì mình nên làm cái, ví dụ em cảm thấy rủi ro trong cái khâu mà dán hồ kính hay là thiết lập á, là em phải ngưng để mà em xử lý lại liền. Thì các bạn, khi các bạn làm hồ lớn các bạn cũng phải nên như vậy, chứ không á, tại vì không phải là ngày 1, ngày 2 cái hồ nó dậy đâu tự nhiên. Như làm cho mình thì khả năng kính nó vỡ thì mình hốt dọn sao? Thôi à, đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như mình đặt tại nhà khách, mà ví dụ như ban đêm thì không có khách ai, nhưng mà nó chỉ vỡ ra một cái mà trên tầng chung cư á, nó mà tràn ra thì nó ảnh hưởng hết toàn bộ, và lúc đó mọi thiệt hại mình không tính được đâu. Và cái thứ hai, cái nguy hiểm hơn là cái thiệt hại về con người. Nếu mà không an toàn thì khi một người đứng ngay như anh em mình, chỉ cần một cái kính nó vỡ với áp lực nước văng vô người như thế thì coi như là không biết gì. Đó. Thì tốt nhất là đưa an toàn lên đầu tiên. Hồ lớn có đưa an toàn đầu tiên đã, còn mọi cái đẹp hay xấu tính sau. Thì ví dụ như em để ý những cái hồ nước ngoài, người ta cũng Việt Nam á, của mình á, thì cầu kỳ hơn về cái phần che, thiết bị che lọc. Nhưng mà những cái hồ lớn ở nước ngoài em vẫn thấy để những cái trụ ống này nọ, biến làm sao người ta kiền, làm sao cho nó chặt chẽ, cho nó cứng cáp, nó đưa cái mức độ an toàn lên cao hơn. Đó, thì Việt Nam mình vừa kết hợp được an toàn, vừa kết hợp được thẩm mỹ thì hút rất là tốt. Thì kính này của em đang sử dụng là kính ghép hai lớp hả? Thì bên trong á là có cái chất keo, thì có nghĩa là nó gọi là kính an toàn, thì coi như cường lực bể ra mảnh vụn như vậy. Dạ, nó sẽ dính vô keo. Dính nó keo sẽ không văng ra. Dù có bị nổ nó cũng không văng ra xa, mà nó vỡ vỡ ra thôi, nứt hụt lụ. Dạ, thì đó em cũng đưa cái phương án an toàn lên, tại vì khi dùng kính ghép như vậy nó bị giảm cái độ trong suốt. Đúng rồi, thì đây là em đang test thử này.
em đang test thử cái kiến ghép thì cái hồ này anh sẽ thấy nó không có được trong, thì đó là à, đây bạn, các bạn nhìn đây sẽ thấy ghép nè, đó, hai lớp kiến ép vô nè. Bình thường có thể hồ này em có thể xài là kiến 19 ly, không cần cường lực 19 ly em làm được, nhưng mà em đang test thử để mà em làm cái này. Tại vì nó, em coi thử cái độ trong suốt của nó giảm tải mức độ nào, thì rõ ràng là khi qua một cái lớp keo á thì dù nước bạn có tốt ở nào nữa nó bị bạn ảnh hưởng, nó hơi ngà ngà. Dạ đúng rồi. Dạ, em đang thử thôi, không, tại vì sau này á, tại vì em bên em là từ dán hồ là vẫn làm được hết, nên em nếu mà em test thấy không thích thì em rọc cái tấm kính này ra, em ráp cái tấm kính mới mà kính siêu trong thì không cần cái lớp keo này đâu, vẫn dư sức rồi. À, coi như là bên em là sẽ làm từ A tới Z luôn, kể cả dán kiến dán hồ là làm hết. Dạ, luôn đúng rồi. Bên em thì thi công ví dụ như đó có những cái công trình bọn em phải dán tại chỗ cho nhà khách, có nghĩa là bọn em sẽ đưa kính lên tới nhà khách, tại vì những cái lối đi cầu thang của nhà khách không thể nào mà mình dán mà mình đưa lên được. Tại vì em cũng bị trải qua như vậy rồi, thì khi đi khảo sát không chuẩn bị kỹ thì cầu thang nhà người ta rất là nhỏ, nhưng mà cái hồ mình rất là lớn, thì khi đi có cái là có nghĩa là va chạm mình không biết được đâu, mà cũng không thể nào đổ lỗi cho khách. Đó, chắc chắn là lỗi của mình. Mình là người làm cho người ta mà mình không tìm hiểu kỹ. Đúng rồi. Đó, thì tốt nhất là bên em chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, là từ khâu dán, từ khâu thi công, từ khâu rọc ra, tất cả phải làm được để mà hoàn thiện một cái công trình cho khách hàng. Còn cái này vô nhà khách mà cầu thang gì xoắn ốc là đi bụi luôn. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó ví dụ như mình có tay nghề rồi, mình có thể rọc ra mình ráp lại cho khách tại chỗ luôn. Đó, chứ không phải là mình phải nhờ một đơn vị khác. Thì có nghĩa là có nhiều đơn vị tủ thì em không có làm, thì để mà làm tủ phải có xưởng rồi đồ. Thì bây giờ em kính thì đặt nhà máy cắt xong bên em sẽ ráp. Quá wow, ok sao? Luôn, mình chủ động được hết. Dạ đúng rồi, chủ động mọi thứ. Còn những cái cây rũa này nè, theo vô nước nó có bị nổi không ta? À, nếu mà lũa mà nhẹ rỗng thì chắc chắn là sẽ bị nổi. Thì mình phải có những cái biện pháp để làm cho nó chìm. Bằng cách là gì? Mình phải ghép. Ghép hoặc là mình dán, hoặc mình neo đá, mình kết hợp của mà đá và lũa để cho đá nó có độ nặng, nó kéo được thành lũa nó xuống. Cách thứ hai có nghĩa là mình cho nước ngấm từ từ cái lũa. Nhưng mà có những loại á, anh có ngấm hoài, có những loại rất là lâu thì anh mới có thể cho nó chìm. Như vậy thì nó sẽ tốn thời gian của mình, tốn thời gian cho ví dụ này có thể một tháng nó chìm đi thì nó dễ, nhưng có loại nửa năm nó mới chìm, chẳng lẽ nửa năm anh mới chơi. Thì có cách nữa là gì? Anh phải tính toán từ ban đầu, khi ấy có biện pháp là anh khoan xuyên cái lũa này với nhau. Thì anh sẽ có đóng một cái đóng lọng, dạng như mà đóng lọng, đóng chốt vô trong đó để mà hai cành lũa nó kết nối lại với nhau, nó cứng lại. Tại vì ở dưới này á, thật ra em đang dùng cát em che lại, nhưng dưới này là bọn em có neo dạng như là dùng keo dán ở đó, mà cái mà ngon lành hơn, cái mà ngon lành hơn á là có những cái biện pháp dạng như là mình dùng kiềng mình cột lại dưới á. Có những cái tấm bảng liền dính ở dưới. Dạ, đúng không? Có nghĩa là có cách làm, có nghĩa là bọn em khi mà muốn á, bọn em tính từ ban đầu á là khi mà em đặt cành đũa đó đúng không, thì bọn em sẽ có một cái em khoan cái lỗ, em đưa cái dây kiềng qua đó, em dây cáp em đưa vào đó, em chết cho chết cái tấm kiềng dưới đó luôn, hay là em dán cây dưới đó luôn. Có nghĩa là khi em thấy em chủ động thi công em làm được mọi cái. Còn ví dụ như khi mà setup này nọ thì cái sự rủi ro trong cái vấn đề lỗ nó nổi thì chắc chắn sẽ có. Nếu các bạn chưa đủ kinh nghiệm hoặc các bạn gọi là chủ quan là lũa này lũa nào nó cũng chìm, không phải có những lũa nó thả vô là chìm liền. Có những loại lũa anh thả vô nó phải no nước thì nó mới chìm hẳn, còn ngậm không đủ nước ha. Dạ đúng rồi. Còn mà không chìm được, kêu là không chìm được, không chơi được đâu, vẫn có cách làm. Cách làm thì quan trọng mình làm như thế nào, mình xử lý như thế nào cho nó phù hợp thôi. Cái hồ này nó bự như vậy, chắc mỗi lần mà vệ sinh thì chắc phải bơi quá. Dạ đúng rồi. Bọn em sẽ dùng cái tay hít á. Tay hít tính á, bọn em có nghĩa là bọn em sẽ cho hạ nước. Bọn em sẽ cho hạ nước, bọn em hít và bọn em mặc quần bọn em xuống, bọn em vệ sinh này nọ dưới. Thì nên mới nói là tại sao phải với phong cách này là nên thiết kế cái dạng natural dương sĩ này, tại vì cho nó thoáng. Tại vì nếu mà phía sau mà bạn trồng cây cối hậu cảnh, bạn đi xuống một cái là nó sẽ hư hết cây hết luôn. Nên không nên, thì là tùy vào phong cách bạn lựa chọn, có nghĩa là bạn làm như thế nào để mà tính toán được cái mức độ để mà chơi bền lâu, chứ không phải là bạn làm đẹp ngay khoảng khắc lúc này và cỡ đâu mấy tháng sau hư rồi thì
không bền, phung phí quá. Dạ. Thì cái lọc này á là dưới này nó không phải lọc đâu, tại vì nó quá thấp để làm lọc, thì cái lọc của em là em truyền qua phía kia nữa chứ. Phía bên kia. Về phía kia nữa, cái kho chắc cho. Có nghĩa là em sẽ đi cái hệ thống chữ L phía sau này. À, coi như là cho cái lọc nó tách rời khỏi cái tách hồ. Tách khỏi hồ luôn. Tại vì mình không có vị trí ở dưới thì bắt buộc mình phải đi kiểu khác, mình đi hệ thống bằng kiểu khác. Nhưng mà cái hồ với cái thể tích nước lớn như vậy chắc cái hệ thống lọc của mình là cũng dạ cũng lớn, cà bá luôn. Cái của em là lọc của em là 1m8, 2m vậy. Để phía sau này coi. Là mình cứ cho lọc tràn qua từng cái lớp. Dạ đúng rồi, nó cũng tràn qua từng lớp thì em sử dụng những vật liệu nó tương đối ok một xíu để mà phù hợp. Chứ chính xác nếu mà cái hồ này á thì cái độ dài của cái lọc tốt nhất là bằng hồ luôn. Thì nó mới ok. Còn cái của em á là hiện tại nó đang bị 2/3 thôi. Thì bù lại em phải dùng gọi là vật liệu hỗ trợ, là những cái vật liệu tốt hơn, ví dụ như matrix của Sechen này nọ để cho nó xử lý thải nó tốt hơn. Nói chung là để build một cái hồ lớn như vậy chúng ta cần phải tính toán rất là nhiều yếu tố, nhiều cái tình huống có thể xảy ra để chúng ta xây dựng cho tốt nhất ha. Thì đó cũng là lý do mà Nam chưa có hoàn thiện kịp cái hồ này, đúng không? Anh cũng rất là nôn nóng coi từng đàn cá dĩa nó bơi nó lãi nước như thế nào. Chắc lần sau sẽ lên đây. Ok. Em dự tính là chừng nào xong cái này? Trong thời gian vừa dạng như tuần rồi thì chắc một tuần nữa thì em mới bắt đầu thi công lại cái này. Tại vì tuần sau là em cũng trả đơn cho khách hàng, thì xử lý cái phần hệ thống kính rồi đó cho xong á thì em sẽ mất khoảng 5 ngày. Bắt đầu cho khô phần kiềng á thì em sẽ mất khoảng 15 ngày để cho nó khô hoàn toàn. Cái bắt đầu em vô nước dần dần thì cái thời gian giai đoạn để mà em có thể vào cây được thì có thể là mất 1 tháng. Mà hồ lớn á, thật ra các bạn đừng nôn nóng. Nếu mà chưa phải là gì gấp gáp thì các bạn cứ ưu tiên vấn đề là an toàn, kể cả vấn đề chạy circle. Ví dụ như một cái hồ lớn như vậy không phải là ngày 1, ngày 2 bạn có thể thả cá hoặc là vô cây đâu. Anh cứ tốt nhất anh cứ cho chạy circle 2 tuần thì mọi thứ đều nó mới ok được. Rồi lúc đó không có cá thì anh 100% nước, anh cứ xả nước 100% để mà là tái tạo cho nó nhanh. Và lúc đó khi mình thay nước như vậy thì mình chăm hàm lượng vi sinh thật là nhiều vào trong hồ để nó tăng cường cái hệ vi sinh cho tốt, cho vi sinh nó len lỏi vô mấy ngóc ngách nó. Dạ, sống ở rồi, trong đó rồi. Nó sinh sôi ra đó. Rất là hay luôn. Thì em ở đây là em công trình mình cũng đi tỉnh hả? Dạ vâng, đánh tỉnh. Tại thường thường mấy anh em không có nhân lực để đi tỉnh, ở đây mình là đi tỉnh hết. Em nãy em nói là em đi cũng được coi như là bao nhiêu tỉnh rồi. Nếu tính thời điểm hiện tại á thì em đi chắc khoảng gần 40 tỉnh. 40 tỉnh. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Nam gọi như Biên Hòa, Bình Dương này nọ là em đi hết cho rồi. Miền Tây thì ví dụ như miền Tây là Vĩnh Long, Trà Vinh, Vĩnh Long, Trà Vinh rồi. Nói chung là nhiều lắm rồi. Dạ, đó. Dạ, nói chung là mấy Việt Nam mình như nhiêu ta, 65 tỉnh thành đó, đi hết 40 là mình là đi được 40 tỉnh thành, có nghĩa là em chỉ gọi là xa nhất của vùng miền Tây là Cà Mau là lại thì em chưa được thi công. Còn ví dụ như ở miền núi như Kon Tum hay Tây Nguyên hay Gia Lai, tất cả là em đi hết, Buôn Ma Thuột em làm hết. Còn ở ngoài Bắc thì đa phần em làm Hà Nội nhiều. Em bay đi Hà Nội thì có một chuyến rất là thú vị của em. Cách đây mấy năm thì em bay từ Sài Gòn bay đến Hà Nội, thì vừa đáp xuống sân bay Hà Nội là em phải di chuyển về Hải Phòng. Là có nghĩa là chầm mấy cây nữa. Dạ đúng rồi, em vừa xuống Hà Nội di chuyển về Hải Phòng, lúc đó là có hai bạn là đón với em là cũng đi về Hải Phòng chơi với em, là làm với em, là trong đó có một bạn là làm nghề. Bạn làm nghề bạn hỏi là Nam ơi có thể là cho mình đi theo để mình tìm hiểu hơn được nữa không. Cái ok, đây là những trải nghiệm thực tế thì bạn cứ theo mình. Thì em dẫn bạn đó đi xuống Hải Phòng. Thì đi xuống Hải Phòng thì lúc đó là khoảng 11, 12 giờ đêm. Bọn em, anh tin là bọn em làm là tới 6 giờ sáng. Thì các bạn mà đi cùng em xuống Hải Phòng làm á, bạn vừa nghỉ tay một cái là bạn nằm xuống đất nhà khách á, bạn ngủ luôn. Mệt quá. Tại vì các bạn phải hiểu là cái di chuyển trên xe và di chuyển rồi làm liên tục không nghỉ thì cái tinh thần của mình bị giảm liền, sức khỏe mình bị giảm liền. Lúc làm thì sẽ không sao, nhưng mà khi bạn xỏ ra là bạn ngã liền. Đó là một cái việc. Xong rồi chưa ngủ được bao lâu thì lại di chuyển về Nam Định. Làm tiếp tục một cái hồ xong rồi Nam Định tiếp tục đi Hạ Long. Thì đợt đó là em di chuyển liên tục ở đó. Là em đi, lúc đó là em đi 7 ngày và em làm 10 cái hồ cho khách hàng. Là Nam Định, Hải Phòng,
Hạ Long. Hạ Long rồi em đi xuống cái Quảng Ninh. Đó, đó là những cái em di chuyển. Còn cái xa, cái lên vùng cao á thì em chưa làm được nhiều, nhưng mà em lên Lào Cai là em có hỗ trợ làm hồ trên đó cho bạn, gọi là một bạn đó học trò của em. Thì cũng là mở cửa hàng trên Lào Cai đó là Đặng Cường Aquaman đó. Nói chung là càng đi nhiều tỉnh thì mang cho mình một cái trải nghiệm mới lạ lắm. Nó hay nhiều cảm xúc nữa. Dạ đúng rồi. Dù lên Quảng Ninh ra Vịnh Hạ Long nhìn vô cái có ý tưởng liền. Thế là đi làm cái những cái tỉnh xa thật ra không phải là đó không phải là cách kiếm cơm của em hay là những cái đó là chi phí, nhưng mà mình đi sẽ gặp được những cái hay là gì. Thứ nhất em sẽ trải nghiệm được với khách hàng. Cái thứ hai em trải nghiệm được cái khoảng cách là xa như vậy mà người ta vẫn có thể gọi mình, thế là điều rất là quý. Mà mình ở đó mình phải làm như thế nào cho người ta. Và anh em Hà Nội hay anh em ngoài Bắc vẫn tiếp đón rất là dễ thương. Anh em một nhà mà quá dạ, dễ thương. Đúng rồi. Nhưng mà có một cái rất là khó khăn luôn. Ví dụ như em làm vòng vòng đây thì trang thiết bị vật tư rồi mọi cái thì nó dễ dàng. Còn giờ em bay ra Hà Nội thì em đem mấy cái đó theo sao ta? Anh cũng hơi thắc mắc cái đó, tại vì anh thấy ví dụ như chủ nhà muốn làm cái hồ vậy đi ha, trung bình nó cỡ này đi, một đống thứ ở đây thì mình sẽ chuẩn bị cái công tác gọi là gì, hậu cần nó như thế nào? Nếu mà có những cái á, mà khách mà yêu cầu là Nam ơi em chuẩn bị hết tất cả mọi thứ của bên em nha, thì em sẽ ok, em đóng kiện hết tất cả, em gửi sách ra vali lên mà đi thôi. Đúng rồi. Là trong thật ra em đi á, đến nỗi là trong vali, cái giỏ vali của em nó chỉ là bộ đồ thôi, nó không có gì hết á, là em chỉ bay lên thôi, tại vì qua sân bay đâu có kéo nhíp gì đâu anh. Bắt buộc là em phải gửi hết tất cả một cái hành lý là đi ra ngoài đó trước. Đó. Xong rồi em bay ra cái xe nó đã chở tới tập kết tới nhà khách. Thì em cũng là khi mà về thì em cũng kêu là vận chuyển là nó sẽ hỗ trợ em chỉ trả chi phí, nhưng vận chuyển như vậy. Còn cái thứ hai là em được cái là khi em biết nhiều anh em thì anh em ở ngoài tỉnh hỗ trợ rất là tốt. Cái là mỗi lần như khách đặt em ngoài đó cái ví dụ như hộp kính đi, tủ gỗ đi, cái alo hỗ trợ cho mình cái này được không bạn, là bạn có thời gian cho mình có hồ xong rồi các bạn gửi đến nhà khách với mình nha, thì các bạn sẽ làm giúp em. Ví dụ như phân này này nọ em không quan trọng là em nói ở đâu, thật ra là em đang đi thiết kế, em chỉ quan trọng thiết kế. Thì cái khâu khó khăn nhất là không phải là phụ kiện, mà khâu khó khăn nhất là cái khâu thiết kế. Đá lửa ví dụ như làm sao mà anh hình dung được đá lửa nếu mà anh không làm ở đây anh gửi đi. Có những người khách người ta muốn là anh set line, là anh biểu diễn tại chỗ luôn. Đó có những cái người ta thích nha anh, người ta thích nha, cho mình người ta thích đang mình đang làm cái gì không anh bạn. Anh cũng thích nữa, nhìn ngắm từ một cái hồ không lên từ đó. Có những người khách thích thì có điều đặc biệt của em có nghĩa là khả năng là có thể là em được làm nhiều, em được trải nghiệm nhiều thì em chỉ ước lượng thôi, em chỉ ước lượng là một cái hồ này bao nhiêu ký đá, một cái hồ này bao nhiêu lũa, thì em sẽ gọi điện cho các bạn nhân viên, hoặc là em chỉ cần gọi điện cho các bạn Awa ở ngoài kia thôi, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thế này thôi, chuẩn bị cho mình khoảng 30 ký đá hoặc 100 ký đá thì gửi xuống cho mình nha, rồi mình sẽ làm. Thì em sẽ tự do tự biên tự diễn luôn, sẽ làm được điều đó. Và có những khách đặc biệt hơn là người ta tự chuẩn bị vật liệu mà em không hề có ý tưởng. Người ta chỉ đưa ra đề bài thôi là Nam ơi, em thiết kế cho anh một cái layout núi đá nha, rồi làm bằng đá gì anh, thì anh cũng kêu là không biết, anh order từ nước ngoài về. Thì em mới nói là thôi chỉ cần ví dụ như hồ M2 đi thì anh cứ chuẩn bị cho em 100 cái đá là ít nhất hoặc là 120 cái đá. Thì anh cứ lấy về cho em đi chứ làm sao mà em lựa được, tại vì ở Trung Quốc mà gửi về thì nó đóng bao tải, thì miễn làm sao anh chuẩn bị cho em được chuyện đó là được. Thì người ta chuẩn bị về cho em hai ba đó thì gọi như là đó, là phải nói là xấu đẹp là tùy hứng đó nha các bạn. Đó lúc đó là mình thứ nhất dựa vào kinh nghiệm, thứ hai là dựa vào cái kỹ thuật mình làm sao khi những cục đá đó nó to vậy mình phải đập nó ra xong mới ghép lại. Đó có nghĩa là lúc đó là dù viên đá đẹp mà anh phải bắt buộc anh phải đặt để mà anh xào chẻ, anh thiết kế lại cho người ta. Chứ không phải là mình á, ví dụ như ở Sài Gòn hay ở tại cửa hàng thì em đầy đủ vật liệu thì em muốn làm gì được em thay đổi tới luôn, nhưng nhiều mà sự lựa chọn khác đúng nhau rồi, đúng rồi. Còn khi mà em anh tới nhà khách đi thì sự lựa chọn nó chỉ có chuyện đó, mình phải tính, có nghĩa là khi mình đặt viên đá này
lỡ đâu mà mình đặt cái hết cha cái viên đẹp thì mình làm sao đấy? Thì bắt buộc mình phải thôi mình tính cái này, viên này để dự phòng. Có nghĩa là khi cách làm của mình thế này là các bạn, mình sẽ lựa khối lượng. Ok, mình hiểu rồi, khối lượng. Cái thứ hai là mình lựa size để mà thiết kế cho một cái hồ. Mình sẽ chưa biết là các bạn đang thiết kế kiểu gì, nhưng các bạn tốt nhất là đá hay lửa, để các bạn phải lựa ba size to, trung và nhỏ. Lúc nào nó cũng vậy, đá hay rừng, hay núi hay rừng hay cũng vậy hết á. Rồi cái thứ hai nữa là gì, khi các bạn để trên đá, trên đất á, các bạn phải nhìn vật liệu kỹ trước. Có nghĩa là cái nào đẹp để riêng, cái này xấu để riêng, cái nào vỡ vụn để riêng. Đó là cách thiết kế. Có nghĩa là khi mình, chứ không phải là mình sẽ bóc đại mình đặt vào, thì khi đó vô tình cầm một cục đá cực kỳ đẹp, bạn để chèn chân vô cái sau này à. Đúng rồi, cán nó lắp lên thì rất là ổn mà này. Lúc đó thiếu này, y như bác sĩ giải phẫu ra phải chuẩn bị hết kéo kìm đồ này nọ, bóc ra là đúng đồ. Nên nha các bạn, đó là cái điều mà mình chia sẻ này. Thực sự các bạn đi làm cứ bày ra, nhưng mà đến mà nhà khách mà sang trọng sàn gỗ là các bạn phải chuẩn bị một cái bìa hay là tông tốt nhất. Bày ra, chia ra loại đá, phân lớn ra luôn, cứ phân ra thôi. Thì giống như các bạn khi là khách nhìn vô có thấy chuyên nghiệp mà. Đó thì các bạn lựa chọn những viên chỗ đặt vào, sau đó bạn khi tới cái đoạn cuối cùng thì còn lại khoảng 15%, đừng đẩy vô hết, đừng nhét nó vô trong hồ hết. Thì bắt đầu bạn đổ nền, đi cát này nọ, sau đó sử dụng những cái đoạn nhỏ đó bạn đi chi tiết. Đó là luôn luôn dự phòng 10% của khối lượng đó. Quá là hay luôn, đây là những cái kinh nghiệm mà thực chiến mà Nam đã trải qua và chia sẻ lại với lại mọi người luôn á. Nhưng mà cái gu của em á là em thích tại này có hai gu rõ ràng. Một cái gu á là thích mọi thứ nó phải như ý hết, chỉnh chu hết, rồi tôi vô là tôi ráp thôi. Đó. Còn một cái kiểu giống như là em vừa nói, có nghĩa là rất là thực chiến luôn, feel luôn. Bây giờ chưa biết cục đá như thế nào, chưa biết cái ý tưởng là gì, giờ nhìn cục đá lên ý tưởng nè, nhìn cục đá lên thiết kế nè, thì em thích cái kiểu nào? Em thích cái feel á. Tại vì cái mà feel nó sẽ mang cho lại các bạn là những cái mới lạ. Chưa chắc là các bạn làm xấu là các bạn cảm thấy khó chịu đâu. Đôi lúc á tự nhiên cái xấu đó, và trong cái khoanh vùng cái xấu đó sẽ lấy ra được một cái đẹp. Một cái góc đó thôi, nhưng bạn vô tình bạn xếp được. Kể cả như ví dụ như em đi, em cầm cục đá nhá, em chưa hình dung được, khi đặt vô bắt đầu cái đầu em á, bắt đầu nó nhảy, nó ra hình được luôn. Tại vì mấy lần các bạn nhân viên á, các bạn loay hoay thì em vô em để cục đá cái là các bạn cái ô nhìn vô nó mượt liền á. Tự nhiên thấy nó kết nối tất cả các thứ lại. Vậy rồi, và lúc đó em cũng không giải thích được cho các bạn là tại sao em làm được điều đó. Tại vì giống như là ủa tự nhiên mình nhìn cái cầm cục đá em để vô thôi nhanh lắm. Em để cái là vô dạng như là nó ăn rơ á. Thì đó là một cái sự trải nghiệm là nếu các bạn mà chuẩn bị kỹ thì tốt, không nói. Nhưng các bạn cứ thử thả lỏng đi, feel đi, coi thử là nếu mà người ta order một cái mẫu như vậy, mình có thể là mix lại, mình làm lại một xíu, không sao đâu, khách không khe vấn đề đó. Với em cũng nói thẳng với khách hàng mà với em, khi em làm ra một cái sản phẩm á, thứ nhất là em cũng không thích giống nhau. Cái thứ hai, để gượng ép giống nhau thì đôi lúc á thì cái sản phẩm nó không có đẹp đâu. Đúng rồi. Không nên, tại vì một cành lũa, một cục đá nó khác nhau hoàn toàn. Đập ra đắp lại thì có những cái hồ em đã nhìn được, nói chung là như thế là đó, thì em thấy toàn là keo dán đắp vụn vào đó thì em không thích lắm thôi. Em không, tại vì cái cách của em là kiểu khác mà. Cách mà xịn nhất về sau này á là gì, xếp đá và lũa không dùng chất xúc tác, đó mới là đẳng cấp. Có nghĩa là khi anh đặt đá và lũa nó mềm mại, nó hòa quyện luôn, có chỗ như nó gá vô sẵn. Dạ, đúng, phải chỉ cần để vậy thôi là ok rồi. Tại vì biết là những cái hồ phong cách của Adan là phong cách đó, nhưng mà các bạn nhìn thấy clip người ta làm đơn giản nha, nhưng mà mình, các bạn thử làm đi, các bạn sẽ thấy khó khăn nó nằm ở đâu. Rất là khó luôn. Dạ, sẽ va chạm thực tế là thấy khó liền. Chính xác, cái thực tế nó hay lắm anh. Nghe là chưa chắc là em là hôm nay em làm được cái đó thì ngày mai làm được, chưa chắc thì ngày mai em thôi. Nếu không làm được cái này, mình xoay chuyển, mình đổi kiểu đi, mình coi thử mình có áp dụng được những viên đá này hay không. Đó, chứ không phải là khi nào các bạn cũng chuẩn bị hết tất cả mọi thứ thì các bạn giống như bạn đang học. Bạn đang học về thức anh Nam dạy cái này thì ngày mai mình phải làm y chang, không phải đâu. Như làm bài tập vậy. Dạ, em cũng dạy các bạn là các bạn làm đi. Ví dụ như tháng đầu em cho giống nhau, nhưng mà cái tháng thứ hai vẫn là bài tập đó nha các bạn. Cắt ra một nửa,
các bạn fill từ cái đoạn nửa đây đi lên. Đó là cho các bạn sự sáng tạo. Đúng rồi, rất là hay luôn. Thật ra bản thân mình cũng thích cái sự ứng biến sáng tạo. Chứ còn mọi cái mà nó đã chỉnh chu theo cái gọi là giống như cái module vậy, ráp 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 vô thì nó rất là chán các bạn, nó sẽ ra một màu. Còn ví dụ như chúng ta gặp cái cục này, chúng ta có cái ý tưởng thì nó sẽ ra cái hình hài nó khác, thì mỗi cái là một cái sự feeling khác nhau. Rất là hứng thú luôn. Ok, mình đứng vòng vòng đây nãy giờ rồi, ở trên lầu Nam thì có một cái gian hàng về phụ kiện trên đó. Dạ đúng rồi. Cũng như là cái lớp học mà em sẽ chia sẻ với các bạn, thì anh cũng muốn tham quan cái chỗ đó. Dạ ok, mời anh Nam. Thì đây cũng có hướng dẫn là lối lên phòng phụ kiện.